Em đi không có tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa đầu tuần ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em ạ. Em sẽ ghim số hotline ở đây luôn này, 0354602790. Em chào anh Nguyễn Đức Anh, chào anh Tạ Duy, chào bác Nguyễn Ngân Hoàng nhé. Hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng báo giá rất là nhiều những dòng xe đang về bên em này. Có Hyundai Click này, có Kia Morning số sàn và Kia Morning số tự động giá loanh quanh chỉ tầm 200 hoặc hơn 200 triệu một chút thôi. Có Vios đời cao, có Innova đời cao tư nhân nhé. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em đi ạ. 0354602790, thả tim, thả like và những lượt đăng ký mới cho em nhé. Em chào anh Giai Tạ Duy, khó nếu mà phải gần một tháng nay mới thấy anh Giai Tạ Duy xem đúng live stream đúng giờ của em Hương nhé. Chào anh Tân Dương, chào bác Hoàng Hải này. Innova 2014, form 2015, xe tư nhân gia đình sử dụng giá cũng chỉ có 398 triệu thôi. Innova 2011, 2012, 2010 em cũng đang về thêm nhé. Và nhiều nhất vẫn là những dòng xe như Chevrolet Cruze. Cruze 2011 giá chỉ có 245 triệu, bản sedan 2 đầu cực kỳ đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại. Đừng quên những lượt tim, những lượt like và những lượt chia sẻ mới cho em. Đầu tuần thì em Hương gửi là chúc khách hàng nhà mình có một tuần làm việc hiệu quả và năng lượng nhé. Chào bác Hướng Phương này. Cho em xin một phút nữa thôi, đợi khách hàng nhà mình vào đông đông một chút rồi em bắt đầu đi báo giá này. Rất là nhiều xe luôn. Quan tâm mẫu xe nào kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790, em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình. Sáng nay thì với một full tiền một chiếc bán tải Nissan Navara máy dầu 2 cầu về Hà Nội rồi các bác nhé. Bên em còn rất là nhiều bán tải này, có Chitong này, có Forerunner này, có Isuzu D-Max này. Chào em Hương xinh đẹp, em cảm ơn bác Hướng Phương rất là nhiều. Chào anh Giang, anh Đức Tuấn này. Mỗi khách hàng cho em Hương xin những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ mới nhé. Bán tải em có anh nhé. Em có bán tải Chitong này, Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động này, Chitong cũng là tự động này, Forerunner bản XNS tự động anh nhé. Đợi em một chút ạ. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá luôn các bác nào. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bán tải em có luôn. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Đầu like thì bao giờ em cũng sẽ quay theo yêu cầu của mọi người. Các bác quan tâm về mẫu xe bán tải hay là về mẫu xe nào thì cứ bình luận ở phía dưới bài live stream ngày hôm nay của em thì em sẽ quay theo yêu cầu của mọi người nhé. Đừng quên những lượt tim, những lượt like và những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Đăng ký kênh của em đi ạ. Để khi mà em update video, update bài live stream lên thì các bác có thể vào xem xe trực tiếp nhé. Giá chỉ từ 58, 60, 65 triệu là các bác có xe 5 chỗ ngồi đi rồi. Thay một chiếc xe máy này. Chào anh Giai Đào Ngọc nào. Em chào anh Giai Bùi Hà Quang nhé. Bán tải em có bán tải Chitong này, bán tải Isuzu D-Max này, bán tải Forerunner này. Chiếc Nissan Navara 2017 thì sáng nay nằm dâu Hà Nội rồi các bác ạ. Đây rồi, em sẽ đi báo giá ngay đây, bán tải đâu rồi. Chào anh Giai Nê Lâm nhé, quan tâm mẫu xe nào kết nối qua Zalo cho em đi ạ. Em gửi rồi anh Hà Quang ơi, chắc là chiều nay hoặc là chắc là chiều nay nhận được thôi. Hôm trước anh mua xe là lúc đấy anh về tầm được một tiếng thì là có giấy tờ luôn anh ạ. Chắc là chiều nay nhận được thôi. Hôm qua thứ bảy chủ nhật thì chắc là ít nhiều thì bên vận chuyển họ cũng nghỉ đấy. Chỉ chiều nay là anh nhận được thôi ạ. Hoặc cùng lắm căng lắm là sáng ngày mai thôi. Vì em gửi ngay sau lúc anh về em gửi luôn mà. Em chào bác Giang Hân nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bán tải có Forerunner này. Có bán tải Forerunner. Bán tải Forerunner bản XLS đời 2017, bản nhập khẩu, số tự động đẹp, một cầu máy dầu với nước sơn màu đen đẹp. Một em gái đến từ Thái Bình này. Nước sơn màu đen đẹp, giá chào bán là 586 triệu, bản nhập Thái Lan các bác nhé, bản nhập Thái Forerunner bản XNS đây. Tư nhân sử dụng mới đi bảo dưỡng bảo hành bác chủ cũ này, thường xuyên bảo dưỡng bảo hành xe ô tô luôn. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh, màn hình cỡ lớn rồi, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Forerunner bản XNS 1 màu đen đẹp đời 2017, giá chào bán là 586 triệu. 586 triệu cho chiếc xe Forerunner bản XNS đây. Còn thương lượng lục lá thêm nếu như bác nào đang quan tâm về chiếc xe bán tải của em nhé. Có bán tải Forerunner 1 cầu số tự động màu đen, có Isuzu D-Max 2 cầu số tự động màu đen nữa nhé.
Thả tim, thả like nhiệt tình lên nào. Em chào anh Nguyễn Kim Trung, chào anh Nguyễn Đình Lan, chào anh Nguyễn Hữu Cấn này. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em này. Biển 37 ngoài kia là một chiếc xe Chevrolet Cruze. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011, bản sedan 2 đầu số sàn, với lớp sơn màu đen đẹp. Biển 37 Nghệ An ạ. Có con Altis nào màu đen không em? Có luôn anh Nội Đỗ ơi, mới về một chiếc xe Corona Altis đời 2013 số sàn 397 triệu, xe zin đẹp luôn. Em chào anh Cát Kha, chào anh Đàm Thụy. Thả tim thả like lên nào anh Cao Huy ơi. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011 số sàn, động cơ trang bị 1.6. Em đang chào bán với giá là 245 triệu cho chiếc xe Cruze Chevrolet này. Bản 1.6 này, biển 37 Nghệ An. Đèn gầm có đèn bi và dải đèn LED. Đèn pha là đèn halogen siêu sáng, phanh ABS. Một dàn lốp mới này. Các bác nhìn bên ngoài này, chưa cần nói về chất lượng, em đã đảm bảo là không đâm xô, không ngập nước rồi. Nhưng nhìn bên ngoài với cái tầm tiền trên 200 triệu mua một chiếc xe bản sedan 2 đầu, nội thất ngon, rộng rãi, máy số chất nừ luôn, thì còn gì bằng đúng không ạ? 245 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011. Còn đây là bên trong nội thất của xe. Nhìn bên ngoài đã đẹp rồi, các bác chỉ cần mở nội thất ra, đập vào mắt ngay là một cái màn hình dọc cực kỳ xịn xò luôn. Màn hình xịn này, bác chủ cũ cẩn thận bọc hết mạ vân carbon xung quanh xe để chống xước này. Ghế da màu đen, ghế da múi cực đẹp luôn. Củ số phanh tay cực kỳ sắc nét. Vô lăng thiết kế 3 chấu nhất, đợt này em về khá là nhiều những tầm tiền trên 200 toàn xe đẹp này. Có Chevrolet Cruze, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Màn hình Android cỡ lớn, màn hình dọc đẹp xịn xò luôn nhé. 245 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay, còn 235 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Em chào anh Giai Văn Khương nhỉ, chào anh Nguyễn Xuân Định, chào anh Hậu Duy nè. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho nào. Anh Long Văn Thắng ơi, xe tập lái em có luôn 58 triệu Spark nhá, 65 à Matiz, có Matiz tập lái này. Còn bên cạnh chiếc xe Chevrolet Cruze, em lại còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze nữa đây. Em này là biển 89 bản LS đây. Chuẩn xác là fan cứng rồi. Thả tim thả like nhiệt tình lên cho em nào. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2015. Nếu như 2011 các bác bảo là sợ thấp hoặc là đời hơi sâu, thì em còn có cả đời 2015 nhá. Chevrolet Cruze đời 2015, máy số zin đẹp, động cơ trang bị 1.6, em đang chào bán với giá là 295 triệu. 2011, 245, 2015, 295 triệu. Xe nào cũng bớt cho các bác nhà mình 10 triệu đồng bao rút hồ sơ. 10 triệu đồng bao rút hồ sơ các bác nhé. Có Chevrolet Cruze biển 89 đẹp này. Biển 89, đèn halogen và có dải đèn LED này. La răng đa chấu phanh ABS. Em này thì có xi nhan trên gương nhé. Xi nhan trên gương. Zin đẹp toàn xe 295 triệu, còn 285 triệu em bao hồ sơ. Màn hình Android cỡ lớn, điều hòa auto, sấy sợi ghế, phá xương đầy đủ cho em này. Có cờ đuôi đây ạ. Có con Celato đời 2019 không, giá thế nào ạ? Celato em có 2018, số tự động màu trắng đẹp, 535 triệu nhé. 535 triệu nhưng xe hôm nay không có ở nhà rồi, xe lại đi công vụ rồi. Để lại số điện thoại em tư vấn cho anh Vương nhé. Anh Quốc Nai Vương ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nha. Em có hình ảnh và video chi tiết của xe rồi. Kết nối qua Zalo 0354602790, em sẽ tư vấn trực tiếp cho mình. Có Fortuner, Fortuner em tạm hết rồi. Hôm trước có 214, 215 nhưng mà bán tạm hết rồi anh nhé. Tiện thể em đứng ở bên ngoài thì em cũng nói rõ địa chỉ bên em này. Địa chỉ bên em là mặt đường 62m, em nằm ngay chân cầu Độ Cương. Bác nào đi ở khu vực Hải Dương này, cây xăng dầu 51 này, đằng sau là cây là serum ô tô của em rồi. Các bác chỉ việc đến Hải Dương alo cho em sẽ đón mình nhé. Em chào anh Gia Sáu Long, chào anh Nguyễn Thế Vinh nào. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào bình luận phía dưới bài live stream ngày hôm nay, em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình nhé. Bán tải Forerunner bản XNS 2017, máy dầu 1 cầu bản 2.2 đến từ Thái Lan. Auto xịn sò cho em 586 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, bớt luôn 16 triệu đồng. À xin lỗi, bớt luôn 10 triệu đồng trên live stream. Bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Có bán tải Forerunner đi ạ. Em chào bác Nguyên Vũ này. Ở đây bác nào đang quan tâm về những dòng xe tập lái hoặc là thay một chiếc xe máy để đi gia đình đỡ mưa đỡ nắng này,
thì em có một chiếc Spark màu đỏ nhá. Spark màu đỏ đời 2009, động cơ trang bị 0.8 số sàn. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, ăn xăng như ngửi luôn. Một chiếc Spark các bác nhìn này, sơn si sạch sẽ, ghế da sạch sẽ luôn. Điều hòa hai vùng nóng lạnh này. Giá chào bán là 88 triệu cho chiếc Spark đời 2009 này, máy số cực chất luôn. Bác nào đang quan tâm về Spark thì có Spark nhé. Spark tập lái đây. Cho những bác nào thay một chiếc xe máy này, nắng mưa như thế này, thời tiết thay đổi thì mình có thể đi ô tô các bác nhé. Chỉ có 88 triệu thôi. Em còn lộc lá thêm 1-2 triệu cho các bác là mình. Bác nào muốn mới lấy bằng nhé. Em chào bác Nguyễn Vũ này, chào bác Nguyễn Bá Tuyên, chào bác thích nào đủ, thích đủ thứ này, chào bác Phạm Hữu Tuấn nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Thả tim, thả like và những lượt đăng ký mới cho em nào. Ở bên đây em còn có Hyundai Accent nhé. Trong một dàn Hyundai Accent số tự động thì đây là chiếc xe Hyundai Accent số sàn duy nhất hiện tại em Hương đang có này. Hyundai Accent với nước sơn màu trắng đẹp, biển 98 này. Đèn bi salon, giải đèn nét, đèn gầm cũng là đèn bi. Xin nhan trên gương, la răng thể thao lốp láp dày dặn. Em này còn được bác chủ cũ độ lên ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, phím mở một trạm thông minh đầy đủ cho em rồi. Accent 2018 số sàn, trên vô lăng tích hợp các phím bấm này, hỗ trợ trơn trượt, màn hình Android cỡ lớn rồi. Giá chào bán là 415 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent này ạ. Em chào bác Gia Hân nhá. Bác Gia Hân ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Thả tim thả like nào. Chào bác Khang Vũ, chào anh Giai Lê Trung Hiếu nào. Quan tâm thì để lại số điện thoại. Quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao hay quan tâm về bất kỳ một dòng xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Chúc người đẹp đầu tuần chốt được nhiều đơn. Cảm ơn bác Gia Hân rất là nhiều. Ở đây bác nào mà đang quan tâm về dòng xe i10 mà bản sedan 2 đầu không ạ? Nếu như i10 bản 1 đầu mà các bác sợ ngắn, sợ cụt thì hôm nay em về thêm một chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu đây. i10 bản sedan 2 đầu, một chủ máy zin đời 2016, bản đủ 1.2, biển 98, nước sơn màu đen đẹp. Rất là hiếm khi mà các bác nhìn được một chiếc xe i10 đẹp với nước sơn màu đen. Màu sơn này là màu sơn đặt riêng nguyên bản từ nhà sản xuất nhé. Màu đen đẹp bản 1.2, phím mở một trạm thông minh. Ghế da bên trong là màu kem sữa kết hợp với màu lâu. Giá chào bán 295 triệu. Bao rút hồ sơ còn 285 triệu cho chiếc xe i10 2 đầu bản sedan đẹp này. Động cơ trang bị 1.2, bản đủ túi phí khí an toàn, phanh ABS, hệ thống cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt đầy đủ cho em nhé. Có i10 bản đủ đây, đề lộ thông minh, khởi hành start top đầy đủ cho em ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Chào bác Lê Tú, chào bác Lê Thảo nhé. Chào bên em có bán tải BT50 không? Em mới về thêm một chiếc bán tải BT50 bác nhé. Có cả bác thích đủ thứ, dạ vâng, nhiều bác tên hay lắm ạ. Nhiều bác đặt cho mình những cái biệt hiệu tay hay lắm anh ơi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ở đây bác nào thích xe màu đỏ mà trên 100 triệu mà dòng Hyundai nổi tiếng thì em có Hyundai Click này. Hyundai Click đời 2008, số sàn, động cơ trang bị 1.4. Nếu như Hyundai Getz là 1.1 thì Hyundai Click là 1.4. Máy số đại chất luôn. Giá chào bán là 155 triệu với nước sơn màu đỏ đẹp đây. Số sàn trên 100 triệu, 5 chỗ ngồi dòng Hyundai thì có Hyundai Click nhá. Nếu như bác nào đã từng đi Click hoặc đi xe Getz thì chắc chắn là lên xem xe của em Hương là nhìn con này nó ưng luôn. Có Hyundai Click này. Em chào bác Đoàn Kim Tiệp này, chào bác Đậu Hà, chào bác cậu Út Hoàng này. Cậu Út Hoàng, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Mỗi khách hàng cho em Hương xin những lượt like, những lượt đăng ký kênh, những lượt chia sẻ mới lên trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze, bản này là bản đặc biệt nhé. Chevrolet Cruze số tự động đời 2011, giá chào bán là 275 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011. Bản đặc biệt này thì sẽ có cho em cửa lóc này, ghế da zin này, trên ga tay trên vô lăng có nhớ ga tự động Cruise Control nhé. Có tay ga nhớ ga tự động Cruise Control này. Nội thất bên trong là máy zin, ghế zin, điều hòa ghế hai vùng, điều hòa làm mát ghế hai vùng, nóng lạnh đầy đủ, có sấy sưởi luôn. Vô lăng tích hợp phím bấm, có nhớ ga tự động Cruise Control. Màn hình Android này, và điều đặc biệt là chiếc Cruise này là có cửa sổ trời cho em. Số tự động đẹp đời 2011, giá chỉ có 275 triệu thôi.
275 triệu cho một chiếc xe Chevrolet Cruze bản đặc biệt, máy số cực chất luôn. Cửa sổ trời, cam lùi, cam hành trình, đầy đủ cho em nhé. Nói hay quá, em cảm ơn bác anh trai Đoàn Kim Tiệp nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bán tải BT50 thì em mới về thêm một chiếc màu đỏ nhá. Nhưng các bác ơi, chiều nay thì em mới lên video được. Giờ thợ mới đánh về đây. Đi trên Hà Nội từ đêm rồi, giờ mới về đến nhà đây. Chiếc bán tải BT50 này là số tự động của em ạ. Số tự động lên đầy đủ đồ chơi rồi. Nhưng đợi em chiều em sẽ báo giá và lên video nhé. Em chào anh Giai thay trời hành đạo. Chào bác Nguyễn Sang, chào bác Nguyễn Văn Quyết này. Bên cạnh đây em còn có một chiếc xe Y10. Y10 số tự động màu trắng đẹp, biển 37, Nghệ An. Y10 bản đủ 1.2, máy số zin đét luôn, số tự động bản nhập ấn nhé. Em đang chào bán với giá là 328 triệu. 328 triệu có Y10 số tự động bản đủ này. Màn hình giải trí trên vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi, tắt bật cảm biến, đề lồ thông minh. Đây là chiếc xe Y10 số tự động màu trắng em có hiện tại nhé. Còn có 2014 và 2015 là Y10 tự động thôi. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa thấp là tất cả những cái mà các bác đang mong muốn từ chiếc xe Y10 đúng không ạ? 328 triệu, chốt trên livestream còn 318 triệu bao hồ sơ. Y10 biển 37 đây ạ. Và bên cạnh những dòng xe tự động trên 200-300 triệu thì còn có một em hoa hậu của Matiz. Nếu như Matiz bình thường thì chỉ 58 triệu, 60 triệu thôi. Nhưng ở đây em có một chiếc Matiz siêu đặc biệt. Một chiếc Matiz nhập khẩu đời 2008, giá chào bán 80 triệu. Đúng là biển 15 Hải Phòng thì không làm các bác thất vọng đâu ạ. Matiz nhập khẩu các bác nhé. Matiz nhập lên đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi salon, đầy đủ cho em rồi. Nhưng mà bác chủ còn độ đèn nét quanh xe cơ. Nhưng giá chỉ có 80 triệu thôi. Đây mới là ngoại thất của xe nhé. Em mở nội thất ra các bác giật mình luôn. Na răng thể thao bác chủ cũ ốp rồi, sơn xi sáng bóng luôn. Matiz nhập 80 triệu cho một chiếc xe Matiz tập lái 5 chỗ ngồi. Các bác nhìn này, màn hình OLED cỡ lớn. Trong bao nhiêu năm làm về ô tô, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có một cái củ số là cái thanh kiếm như thế này. Em không thể hiểu được bác chủ cũ là phong cách chơi như thế nào. Nhưng các bác này, củ số đó là hình thanh kiếm luôn nhé, không phải củ số bình thường đâu ạ. Trên vô lăng bác chủ còn độ lên rất là nhiều các phím này, đồng hồ này, màn hình OLED cỡ lớn này. Củ số phanh tay thì như một thanh đao luôn, là đầu của thanh kiếm luôn ạ. 80 triệu cho một chiếc xe Matiz nhập mà bác chủ cũ là hệ người chơi thích hệ độ. Thích hệ độ các bác nhé. Đèn bi salon, giải đèn nét, màn hình giải trí, đồng hồ, phanh tay, củ số độ lên khá là nhiều đồ chơi luôn. 80 triệu cho một chiếc xe Matiz của em Hương nhá. Đó là bản nhập ạ. Thả tim, chia sẻ nhiệt tình lên cho em là bác Nguyễn Thế Hòa ơi, anh Hoàng, anh Cường Hoàng, anh Cường móm ơi, hai anh Cường luôn. Em chào anh Nguyễn Văn Huỳnh Văn Minh ạ. Thả tim, thả like và quan tâm mẫu xe nào bình luận phía dưới cho em nhé. Em chào anh Nguyễn Thông. Chào bác Thơm Lê nào. Kia Morning màu đỏ bản đủ có không em? Kia Morning màu đỏ thì em có, nhưng mà bản đủ thì em sợ tạm hết nhé. Em có Kia Morning đây. Một chiếc xe Kia Morning đời 2015, nhưng giá chào bán chỉ có bao nhiêu? 195 triệu có Kia Morning màu đỏ nhé. Đời 2015 với động cơ trang bị 1.2, lước sơn màu đỏ đẹp, ốp cho em bộ la răng cực chất luôn. 195 triệu là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Morning màu đỏ rồi. Củ số phanh tay sắc nét đẹp luôn. Ghế da được bác chủ cũ lên bộ ghế da đẹp rồi. Ghế da này hai màu cực kỳ xịn sò luôn. 195 triệu nó có Kia Morning đời 2015 với lước sơn màu đỏ ạ. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em bác Kiều Duy Điển nhé. Quan tâm để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình. Chào anh Cường Quốc, chào anh Nguyễn Thế Hòa nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em sinh năm bao nhiêu ạ? Em già trước tuổi, năm nay ngoài 30 một tí ạ. Nhưng nhìn gần giống 40 phải không anh? Em ít tuổi thôi anh Lê Lâm ơi. Đợi anh Lê Lâm chốt Inno, chốt Vios của em Hương là sang đây anh em mình giao lưu. Đợi mãi chưa thấy anh Lê Lâm chốt Inno Vios thôi. Bán đến 15 chiếc Vios bản G tự động rồi mà chưa thấy anh ủng hộ em Hương gì cả. Em chào anh Dương Văn Tòng này.
170 triệu bán không, tức là bớt 20 triệu. Một chiếc xe cỏ không thể bớt được 20 triệu anh nhé. Không thể bớt được 20, 25 triệu anh ạ. Xe có trả góp không bà chủ? À, anh ơi, tùy vào đời xe và tùy vào tỉnh thì mới làm trả góp được. Nếu như vài tháng trước thì làm trả góp dễ hơn, thì vài tháng vừa rồi thì ngân hàng không hỗ trợ trả góp về ô tô cũ nhiều nên là sẽ hơi khó một chút anh nhé. Còn tùy về tỉnh ạ, nếu như tỉnh nào mà gần gần thì vẫn làm được anh ạ. Nhưng quan trọng là anh phải chọn xe nào với giá là trên 300 triệu và đời xe từ 2010 năm thì ngân hàng mới làm hỗ trợ trả góp cho mình anh nhé. Kết nối qua Zalo 0354602790 nếu như các bác nhà mình chưa hiểu về vấn đề gì. Ở thủ tục trả góp hay là xe bán như thế nào, hay là thủ tục như thế nào, cam kết ra làm sao, thì các bác cứ kết nối qua Zalo cho em tư vấn cho mình nhé. Em chào anh Giai Trọng Duy nào. Hôm nay em sẽ lên cho các bác nhà mình một siêu phẩm Innova. Innova đời 2014 nhưng mà cuối 2014 rồi, lên form mới 2015. Innova bản E xịn đời 2014 chạy chuẩn 10 vạn nhé. 10 vạn này là 10 vạn zin, nói không với tua cơ tông tơ cho mình. 10 vạn zin, số sàn động cơ trang bị 2.0, xe tư nhân chính chủ ở Quảng Ninh bán lại cho em Hương. Form 2014 lên form 2015. Bác nào đang quan tâm về một chiếc xe tầm tiền dưới 400 thì có thể tham khảo cho em chiếc xe này. Xe tư nhân gia đình sử dụng, nói không với taxi dịch vụ, cam kết bằng văn bản, không đâm xô và không ngập nước. Nếu như bên nào sai, bên đấy chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu như lời nói cam kết của em không chuẩn nhé, em chịu hoàn toàn trách nhiệm này. 398 triệu cho chiếc xe Innova 2014 lên form 2015, cuối 2014 ạ. Các bác nhìn này, củ số này phải bật vô lăng này, không một vết xước. Xe gia đình đi bao giờ nó cũng sẽ khác nhé. Củ số phanh tay sắc nét, cảm biến va chạm có 2 bắt cảm biến va chạm. 398 triệu xe vừa mới cập bến bên em đây. Táp ni táp lô không hề có dấu hiệu của khoan đục này. Keo chỉ cột kèo còn nguyên zin luôn. Số sàn 2.0, 289 triệu zin từng con ốc luôn. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Anh hỏi con xe sinh năm bao nhiêu, hỏi em đâu. À, con xe anh phải hỏi là sản xuất năm bao nhiêu. Anh lại bảo là sinh năm bao nhiêu. Con xe đấy là đời 2015, Kia Morning 2015, 195 triệu anh nhé. Em chào anh Nguyễn Văn Vinh, chào, chào chị gái Trần Thúy này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Mỗi khách hàng cho em xin những lượt like và những lượt chia sẻ mới nào, lắng như thế này. Đây ạ, còn đây là hàng ghế thứ hai của Innova 2014 form 2015 nhé. Điều hòa 3 vùng độc lập riêng. Các bác nhìn này, hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai cách nhau rất là rộng rãi luôn. Đi xe gia đình hay là các bác có mua về để kết hợp kinh doanh, để các bác chạy dịch vụ thì quá là ok luôn. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn nguyên, cột kèo keo chỉ, máy số zin, cam kết không đâm xô và không ngập nước. 398 triệu em còn thương lượng lộc lá và bao rút hồ sơ cho chiếc xe Innova form 2015 chuẩn chỉ cho em đây ạ. Xe tư nhân gia đình, không taxi và không dịch vụ nhé. Em chào anh Đức Cảnh, chào anh Vũ Tiệp, chào bác Huấn và Phạm Văn Huấn này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Muốn em Hương tư vấn hay là quay kỹ về chiếc xe nào thì các bác cứ để lại bình luận phía dưới này. Hơn 300 có mua được số sàn đời 2017, 2018 Accent không em? Hơn 300 thì không thể mua được Accent số sàn 2017 và 2018 nhé. Bây giờ Accent số sàn em có 2018 đã bán là 415 triệu rồi. Nếu như mà chốt thì cũng phải là 405 em bao hồ sơ. Nếu như 2017 nó cũng phải rơi vào 385, 390. Em đang nói là giá xe đẹp nhá, anh An Quang nhá. Đấy là giá xe đẹp nhá. Không lỗi, không taxi, không dịch vụ thì xe sẽ được giá như vậy anh nhá. Mà hiện tại bên em số sàn Accent em chỉ còn là đời 2018 thôi ạ. Nếu như mà số tự động thì em còn có 211, 345 triệu máy số zin, chuẩn chỉ là zin luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi, quan tâm mẫu xe nào kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn cho các bác nhà mình nào.
Em chào anh Giai Lâm Nguyễn này, bên đây em còn có rất là nhiều xe này. Ví dụ như bác nào mà đang quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao, 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có cả cho mình là một chiếc xe Ford EcoSport nhá. Ford EcoSport bản Titanium cao cấp, 5 chỗ ngồi gầm cao, máy số zin, đời 2015 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016, số tự động đẹp. Em đang chào bán chiếc xe Ford EcoSport này với giá là 418 triệu. 418 triệu có 5 chỗ ngồi gầm cao bản Titanium, phím mở một trạm thông minh, đầu đài nguyên bản, có thêm một cái màn hình ở phía trên kia rồi, số tự động đẹp, đề lồ thông minh. Em này là bản Titanium, có phím mở một trạm, phía sau xe có hệ thống va chạm 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này. Cốp cũng là phím mở một trạm các bác nhé. 8 túi khí an toàn được thiết bị quanh xe để bảo hộ bảo hiểm cho con người khi mà đi xe. Trong tình huống xấu nhất xảy ra thì túi khí an toàn rất là quan trọng luôn ạ. Accent 2018 số sàn đợi em một chút nhé. Tại vì ở tận ngoài bên cổng bên kia vừa em có quay qua rồi, đợi em một chút anh An Quang nhé. Để lại số điện thoại và xem buổi báo giá này, tí em sẽ ra em quay lại cho anh xem ạ. Ở đây em có Corona Antis này. Corona Antis đợt này em hưng về 2 chiếc. Một chiếc là số tự động trước mắt khách hàng biển 34, em đang bán với giá là 395 triệu đời 2010, động cơ trang bị 2.0, Corona Antis 395 triệu, chốt trên live stream còn 385 triệu, hồ sơ em rút cầm tay cho các bác nhà mình. CDX màu xanh em có anh Phạm Hùng Xuân ơi, Everest em tạm hết anh Thái Vũ Đình nhá, Vũ Đình Thái nhá. CDX màu xanh em có vừa xanh đá và vừa xanh ngọc luôn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Hoàng, Hùng, Phạm Xuân Hùng ơi, một chiếc xe CDX màu xanh ngọc đời 2009, bản nhập Hàn, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6, có cửa sổ trời này, biển 89 này, đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ nhé. La răng 5 chấu dạng phay, một dàn lốp rất là dày dặn luôn. Xin nhan trên hông, giá chào bán là 238 triệu. 238 triệu cho một chiếc xe CLX này. Màn hình OLED đề lồ thông minh, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, ghế da zin đét là đẹp luôn. 238 triệu cho một chiếc xe CLX nhập Hàn, đầy đủ công nghệ đồ chơi full option rồi. Số tự động đẹp, có cửa lock đầy đủ cho em nhé. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt này, cam lùi, cam hành trình, màn hình OLED có rồi. 238 triệu vẫn bao rút hồ sơ, vẫn lộc lá thêm nếu như bác nào thiện chí nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em chào anh Trần Dương này. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn nhá. Anh Giai Phạm Xuân Hùng ơi, quan tâm CDX thì để lại số điện thoại. Em sẽ gửi cho hình mình hình ảnh và video chi tiết em đã review về xe nhá, quay chi tiết luôn. Bên cạnh chiếc xe CDX đời 2009 màu xanh thì em còn có một chiếc xe CDX cũng là số tự động đây, đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, số tự động đẹp, biển 37 Nghệ An. Em đang chào bán chiếc xe CDX màu trắng này với giá là 265 triệu. 265 triệu với nước sơn màu trắng đẹp này, có cửa sổ trời đầy đủ cho em. Xi nhan trên hông, em này thì được bác chủ cũ lên bộ la răng tặng tâm, la răng tâm thể thao cực kỳ đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng cho em, nước sơn màu trắng đẹp, số tự động trên 200 triệu. Có xe CDX cho em Hương nhé. Sấy sợi ghế, điều hòa ghế hai vùng, ghế da zin nguyên bản này, củ số phanh tay sắc nét, không đâm xô và không ngập nước, đề lổ khởi hành start top có luôn. 265 triệu, bao hồ sơ bớt cho các bác thì mình 10 triệu đồng. Còn 255 triệu, em quay rõ cả biển này để các bác nhà mình có thể xem được buổi báo giá của em khi mà muốn chốt xe. Muốn em Hương gửi cho nhà mình những hình ảnh video của xe để các bác có thể dễ dàng hơn này. Biển 37A này, biển 89A này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh trai Dương Nguyễn nhé. Comment mạnh mẽ lên quý anh chị em, cứu cô bác nhà mình ơi, chia sẻ cho em Hương lên nào. Ở đây em còn có một chiếc xe i30 này. i30 bản Ground cao cấp full kịch đời 2010, động cơ trang bị 1.6 bản nhập Hàn nhé. Em đang chào bán chiếc xe i30 biển 17 Thái Bình này với giá là 308 triệu. Đèn bi salon, giải đèn led quanh đèn bi này, có đèn gầm, xi nhan trên gương, một dàn lốp, phanh ABS đầy đủ cho em. i30 308 triệu bao rút hồ sơ, còn 300 triệu tròn các bác nhé.
Điều hòa là điều hòa auto tự động, không phải là điều hòa cơ đâu ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Y30 300 triệu tròn chất chốt trên livestream ngày hôm nay. Đang livestream mà khách nhắn tin là Hương ơi mua con Y10 ngon quá. Chiếc xe Y10 2017 đăng ký lần đầu là 2018, số sàn mà em Hương mua trực tiếp của bác dân đấy ạ. Về làm dâu Quảng Ninh. Hôm nay thợ cho chợ đi ship rồi, giờ bác đang nhắn tin là Hương ơi xe đẹp quá. Chuẩn chỉ xe tư nhân bao giờ cũng chất lượng hơn các bác nhé, quá là ok luôn chất lượng về xe. Ở đây em còn có một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning giá tiền chỉ cũng chỉ có 128 triệu thôi. Bác nào mà đang cần một chiếc xe đi gia đình này, em có Kia Morning nhé. Kia Morning đời 2011 bản Sport đẹp, giá cứng xe nhé. Xe cực kỳ cứng cáp này, nội thất sạch sẽ này. Đồ đài màn hình có cái bé bé rồi, nghe nhạc giải trí, nghe radio lúc đi làm đỡ buồn các bác này. Na răng thể thao đầy đủ cho em. Một chiếc xe Kia Morning bản Sport giá chỉ có 128 triệu thôi. Thay vì đi một chiếc xe SH giá hơn 100 triệu mà vẫn nắng, vẫn mưa, vẫn bị nóng, thì các bác có thể tham khảo cho em này. Dòng Kia Morning này cực kỳ lành luôn. 128 triệu cho một chiếc xe Kia Morning ạ. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning 2016 em còn có một chiếc xe Kia Morning. Một chiếc xe 2011 này thì còn có Kia Morning 2016 nhá. Màu Coban, màu này thì khá là kén những bác nào thích. Trừ khi bác nào thích thì mới thích cái màu này đúng không ạ? Màu rất là đẹp luôn. Bản thân em là nhìn thấy rất là đẹp này. Kia Morning động cơ trang bị 1.2, số sàn em đang chào bán với giá là 215 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay cắt xả lỗ luôn nhé. Cắt xả em này còn 200 triệu tròn, vẫn bao hồ sơ. Bớt 15 triệu bao hồ sơ cho chiếc xe Kia Morning màu xanh Coban của em Hương ạ. Thích quá, em cảm ơn bác Nguyễn Thanh này. Chào bác Trường Sơn, chào anh Giai Hà Nguyễn nào. Chào anh Giai Phạm Tuyến. Chào bác Quang Nguyễn và anh Giai Bùi Tấn nhá. Anh Hồ Long ơi, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ở đây em còn có một chiếc xe Mirage này. Mirage đến từ nhà thương hiệu Mitsubishi này, biển 21. Giá chào bán là 239 triệu. 239 triệu cho một chiếc xe Mitsubishi Mirage này. Nhìn form dáng và kích thước của nó giống như Y10 và Morning vậy, nhỏ nhỏ xinh xinh này. Em này khá là sạch sẽ luôn nhá. Trên vô lăng thiết hợp túi khí an toàn. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, đầu đài sạch sẽ gọn gàng. Điều hòa cơ mát lạnh cho em. Điều hòa cơ nhá. Nhưng bù lại em này được một bộ la răng và dàn lốp khá là ok luôn. Màu trắng đẹp, 239 triệu. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 229 triệu em bao hồ sơ. Thả tim, thả like và comment mạnh mẽ lên cho em nào. Chào bác và Hoàng Văn Sơn, chào anh Đỗ Thái, chào anh Ngô Hùng nhé. Innova tư nhân chạy chuẩn 10 vạn zin, nói không với tour order. 398 triệu đời 2014 này. Form đẹp 2015, xe chính chủ tư nhân Hải Dương Quảng Ninh bán cho em này. Xin nhan trên hông đẹp rồi. Không tắc khi không dịch vụ và không khoan đục luôn. Có bán chịu không em, bán luôn cho anh Nguyễn Văn Trinh. Anh Trinh thích chiếc xe nào là bán chịu luôn anh nhá. Bán chịu luôn này. Đây hôm trước, tối ngày hôm qua này chốt muộn chiếc xe Vios đời 2014 này. Máy điền về làm dâu Hải Dương rồi, ngay bên bác Hải Dương mua thôi. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối qua Zalo, bình luận phía dưới em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình. Em chào anh Nhất Nguyễn nào. Ở đây em còn có một dàn những dòng xe tập lái nữa đây. Một chiếc xe Matiz này. Chevrolet 7 chỗ em mới về thêm nhá. Một chiếc xe Captiva 7 chỗ 299 triệu, 7 chỗ tư nhân một chủ này. Số tự động đẹp Captiva này. Và đang về thêm một đôi nữa là Chevrolet Orlando. Orlando số sàn là 375 triệu đời 2017 màu trắng này. Hơn 400 triệu, tầm 420 hoặc 425 triệu, 7 chỗ ngồi số tự động nhá. Nhưng mà xe đang trên đường về, chắc phải ngày mai hoặc ngày kia thì mới có video và hình ảnh này. Em chỉ báo trước để bác nào đang quan tâm về 7 chỗ của dòng Chevrolet. Thì em có Captiva này, Captiva màu đen một chủ 299 triệu, máy xăng 7 chỗ ngồi số tự động. Và có thêm hai chiếc Chevrolet Orlando đang trên đường về rồi, hai chiếc đều là màu trắng sữa luôn. Có bán trả dần không em? Anh ơi tùy vào tỉnh nhá. Em đã nói rồi, tùy vào tỉnh anh ạ. Tùy vào tỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ trả góp anh nhá. Có bán tải không em? Có bán tải luôn anh Giai Vũ Đình Thái ơi. Bán tải không chỉ có Ford Ranger, có Triton mà em còn có một chiếc xe Isuzu D-Max này. Bán tải Isuzu D-Max biển 29A. Em này là em hai cầu máy dầu.
hai cầu máy dầu số tự động đẹp lên thùng cao rồi. Máy số zin 100%, sơn zin bên ngoài lên đến hơn 90%. Đèn bi salon này em này là một chủ sử dụng nhé. Xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Bán tải Isuzu D-Max 2016 ạ, đăng ký cuối tháng 12/2017, nó gần như là đời 2018 rồi. Màn hình cam hành trình có đầy đủ này. Trên vô lăng tích hợp phím bấm điều hòa auto tự động cho em. Điều hòa auto nhá, số tự động hai cầu máy dầu 535 triệu bạn. Ship về Tứ Kỳ cho có anh một con, anh Nguyễn Văn Trinh ơi, em là Gia Lộc, anh là Tứ Kỳ. Free ship luôn, chỉ cần xin anh mỗi một bữa cơm thôi. Là về ăn cơm thôi, thích chiếc xe nào là chốt chiếc xe đấy thôi ạ. Anh Nguyễn Nhất Nguyễn ơi, anh hỏi em là có Karen, à Kia Karen ạ, Kia Karen em tạm hết nhá, 7 chỗ ngồi em có Captiva và Orlando và Innova nhá. Em chào anh Cao Thanh Luân này, chào bác Hoàng Mai này. Ship Tứ Kỳ con nào anh cứ để lại số điện thoại. Túc Sơn em có nhá, 211 một chủ, máy xăng hai cầu số tự động. 2011 là 455 triệu màu xanh. 2010 438 triệu hai cầu máy xăng, số tự động là 438 triệu anh Thanh Ngô Hùng nhá, có Túc Sơn luôn. Còn chiếc xe Isuzu D-Max 2 cầu số tự động một chủ này em đang bán với giá là 535 triệu. Cắt xả lỗ nhá, em này không phải là bớt nữa mà là cắt xả lỗ 20 triệu đồng trên livestream. Cắt xả Isuzu D-Max 20 triệu đồng. Còn 500 bao nhiêu nhỉ? Còn 515 triệu nhá, bao rút hồ sơ. Fiat 2018 em vẫn đang đợi anh trai Nguyễn Thanh chốt mà, nên đã bán đâu, vẫn đang đợi anh Nguyễn Thanh chốt mà. Đây ạ, à, 535 triệu cắt xả lỗ nhá, không phải là bớt nữa mà cắt luôn. Hôm nay cũng cắt thành công một chiếc xe Nissan Navara bán tải rồi. Cắt xả lỗ luôn. Vios còn anh nhá, còn anh ạ. À, anh Nguyễn Thanh ơi, Vios 2018 còn. Mà còn về thêm cả Vios 2009, số sàn màu đen nữa cơ. Vios tầm tiền 200-201, bác nào quan tâm thì em có này. Vios bản e xịn đời 2009, động cơ trang bị 1.5, giá chào bán chỉ có 210 triệu thôi. 210 triệu đồng cho một chiếc xe Vios của em Hương đây. Bác nào quan tâm về Vios tầm trên 200 hoặc là 200 triệu thì có luôn Vios 2009 này, sơn si sạch sẽ, máy số chất nừ luôn. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, động cơ trang bị 1.5 nhé. Em chào anh Đinh Phi, chào anh Trang Trung này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Quan tâm thì cứ để lại số điện thoại này. Bên cạnh chiếc xe Vios bản e xịn giá loanh quanh 200 hơn một chút thì em còn có một chiếc xe CDX biển 18. Biển 18 là biển Thái Bình, à Thái, Nam Định. 18 Nam Định CDX màu xanh đá cực kỳ cứng cáp luôn. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, xin nhan tích hợp chân hông, la răng thể thao 5 chấu dạng phay, có phanh ABS rồi. Đời 2009, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010. Em đang bán chiếc xe CDX số tự động sơn zin đẹp này. Các bác nhìn bên trong hay bên ngoài đều mê luôn. 240 triệu cho một chiếc xe số tự động này. Có cửa sổ trời này, màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh, sấy sưởi ghế này, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em nhé. CDX này có hỗ trợ trơn trượt này, điều hòa ghế hai vùng. 240 triệu cho một chiếc xe CDX đây ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Có anh bạn đang cần tìm, em quay lại cho anh xem. Chevrolet 7 chỗ ngồi có Captiva anh nhé. Captiva 7 chỗ ngồi, một chủ tư nhân, máy xăng, số tự động đẹp. Hoa hậu của Captiva luôn. Hoa hậu của Captiva luôn các bác này. Đây ạ, một chiếc xe Chevrolet Captiva biển 12A số tự động. Đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Động cơ trang bị 2.4. Đèn bi salon này kết hợp đèn phá xương cộng với đèn halogen, có đèn gầm đầy đủ này. Một chủ sử dụng từ mới, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Một dàn lốp này các bác nhìn này, dày dặn này, phanh ABS này, la răng thể thao này, xin nhan trên gương. 299 triệu cho chiếc xe Captiva đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011. 2009 là bản e xịn anh Nguyễn Thanh nhá. Bản e xịn mới có giá là 210, chứ nếu limo thì có tầm 180 thôi. Tầm 180 thôi ạ. Em chào anh Hiển Nịu đúng không ã? Thả tim, thả like và lưỡng đợt đăng ký kênh mới cho em nào. Bên trong nội thất của Captiva số tự động một chủ 7 chỗ ngồi đây. Nùi lại để nhìn này. Điều hòa của em này là điều hòa auto, không phải điều hòa cơ. Sấy sưởi kính trước và sau, có hỗ trợ đầu DVD.
số tự động đẹp đây, củ số phanh tay sắc nét, có tẩu thuốc này, điều hòa mát lạnh luôn. 299 triệu cho một chiếc xe Captiva. Túi khí an toàn này, vô lăng 4 chấu nhá. Cụm mà đèn pha này, gương kính auto cho em. Ghế da zin nguyên bản, một chủ từ mới này. 7 chỗ ngồi, số tự động, giá chưa đến 300 triệu, vẫn còn bao rút hồ sơ. Thương lượng lộc lá cho các bác nhà mình. Nếu mà nói về Captiva thì em Hương khẳng định chiếc Captiva này là hoa hậu của Captiva luôn. Máy số cực kỳ chất nhá, 2010, đăng ký 2011, sơn si sạch sẽ rồi. Nội thất ghế da zin cực kỳ đẹp luôn. 299 triệu bao rút hồ sơ, còn bớt thêm cho các bác nhà mình này. Còn bớt thêm và bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Em chào anh Giai Hùng Nguyễn này, chào chị Thái Nguyên này, chào anh Lê Ngọc Công, chào bác Hắc Quang này. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn cho mình nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Để anh mai mối cho em, mai mối cho em luôn anh Bùi Tấn ơi. Gửi số điện thoại của em cho anh Giai đấy để em tư vấn cho anh đấy nhé. Kia Rio này, Kia Rio đời 2015, bản nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.4. Em đang bán chiếc xe Kia Rio màu trắng này. Màu trắng thì mẹ có mắng vẫn cứ là yêu nhé. Xin nhan trên gương, đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi, biển 15K Hải Phòng. 379 triệu giá chào bán cho các bác nhà mình trên livestream ngày hôm nay. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi, nội thất, ngoại thất. Bác chủ cũ độ lên khá là nhiều, body độ lên nhiều nha các bác này, mang cá, vây cá có hết rồi. Còn đây là bên trong khoang động cơ, máy móc của khoang nội thất của xe này. Vô lăng đẹp không xước này. Trên vô lăng tích hợp phím bấm này, có nhớ ga tự động cruise control ạ. Phanh ABS đầy đủ cho em. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. 379 triệu có Kia Rio đời 2015, số tự động bản nhập Hàn nhé. Anh Nguyễn Thanh ơi, nếu như mà chiếc xe Vios đời 2009 đấy là có 2 phanh ABS chống bó cứng ở 2 bánh trước, 2018 thì sẽ có 4 phanh ABS tương ứng với 4 bánh. Và gương kính là có cụp chỉnh nhá, còn 2009 thì không cụp chỉnh được. Nhưng mà 2018 nó có cụp chỉnh và 4 phanh ABS nhá, máy trắng nhá. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại em tư vấn nào. Tucson vừa rồi bác nào hỏi em Tucson này, Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao này, bên cạnh Eco thì còn có Tucson nhập Hàn này. Máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp. Tucson 2010, gương kính cụp chỉnh auto, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, đèn bi salon và có đèn gầm cho em nhé. Tucson đây ạ. Tucson 2010 bao nhiêu tiền nhỉ? 438 triệu cho chiếc xe Tucson 2 cầu này. Em có màu xanh và có màu lâu nhá. Đây là màu lâu này. Body phía dưới đây này cũng được bác chủ độ lên bô đôi thể thao rồi, độ lên nippo rồi, có Tucson nhá. 438 triệu cho chiếc xe Tucson, máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp đây. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em chào bác Huy Trần, chào anh Mạnh Trường này. Lắng quá các bác ơi. Đây nhá, bên cạnh chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao em còn có một chiếc xe CDX nữa đây. CDX mặt ga lăng này, độ lên form khác một tí này, biển 29 nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao có rồi, thì đây là 5 chỗ ngồi bình thường bản sedan này. Một chiếc xe CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, nước sơn màu đen đẹp, biển 29 Hà Nội này. Phanh ABS na răng thể thao, giá chào bán là 259 triệu. Màn hình giải trí này, trên vô lăng tích hợp phím bấm, em này thì có nhớ ga này. Bản này là bản ghế da muối và có nhớ ga nhé. Số tự động đẹp, điều hòa auto, chế độ phá xương, sấy sưởi ghế hai vùng. 259 triệu cho chiếc xe cửa sổ trời. Một chiếc xe CDX đẹp đây, giá chỉ có 259 triệu thôi. Còn bao rút hồ sơ và còn thương lượng ạ. Cờ rui à, cờ rui thì em nhiều lắm. Quan trọng là anh thích cờ rui tự động hay là cờ rui số sàn anh ơi. CDX là số tự động, cờ rui sẽ là số sàn anh nhé. Hiện tại em còn đang đi bắt một chiếc cờ rui nữa cơ. Từ đầu tuần đến giờ nếu mà nói về cờ rui thì phải chốt tầm 10 đến 12 chiếc xe cờ rui rồi. Tầm tiền trên 200 xíu xíu thôi mà mua xe bản sedan hai đầu cờ rui khá là đẹp luôn. Anh Huy Trần ở đây nhé, sẽ quay cờ rui cho anh này. Một em là biển 37, một em là biển 89 này.
Em 37 này thì ở đít được bác ở đít chứ. Ở đằng sau ạ, ở đằng sau được bác chủ cũ độ lên Nippo thể thao nhá. Ốp hết mạ chrome cao cấp ở khu vực phía sau đèn pha, à, đèn hậu. Chevrolet cờ đuôi đời 2011, số sàn động cơ trang bị 1.6. Biển 17 đây các bác nhìn này, ngoại thất nhìn là muốn chốt luôn. Ngoại thất nhìn là muốn chốt luôn, có Chevrolet cờ đuôi đây. Biển 37, đèn gầm là đèn bi. Xin nhan trên hông đầy đủ cho em nhé. Mới nhìn bên ngoài đã mê rồi, nhìn vào bên trong cho em này. Nội thất sạch sẽ luôn. Màn hình dọc cực kỳ xịn sò nhé. Em này có điều hòa hai vùng sấy sợi ghế và sấy sợi kính đầy đủ cho em. Vô lăng thiết kế 3 chấu được bác chủ cũ bọc thêm vô lăng này. Ghế da cực kỳ chất lượng luôn. Trần da 5D xịn sò nhé. 245 triệu có Chevrolet cờ đuôi cho các bác nhà mình tham khảo này. 245 triệu số sàn, đúng rồi anh ơi, cờ đuôi sẽ là số sàn. Lên CDX sẽ là số tự động. Có cờ đuôi số tự động nhưng mà nó sẽ là giá khác nhá. Có cả cờ đuôi số tự động nhá. Và đây em đang quay là chiếc cờ đuôi này là số sàn. 245 triệu biển 37 Nghệ An thân yêu này. Biển 37 Nghệ An thân yêu này. Đèn halogen phía dưới là đèn bi salon nhá. Nội thất em quay xịn sò rồi. Tầm trên 200 mà mua cờ đuôi là hợp lý nhất này. Nội thất máy số ngon, nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi. Rộng rãi thoải mái, nhà 5 người đi. Con chào cậu Thiết Đồng nhá. Đây cũng là chiếc cờ đuôi mà em bán ra đây các bác này. À chiếc này là chiếc CDX. CDX này. Bác chủ cũng mua của em này. Mua xong nhưng mà lái container, nên là cứ sáng lại gửi ở đây, tối lại đi xe container nhá. Bên cạnh chiếc xe cờ đuôi 2011 biển 37 thì em còn một chiếc xe cờ đuôi 2015 nữa này. Cờ đuôi 2015 295 triệu cho chiếc xe cờ đuôi 2015, cũng là số sàn nhưng đời cao hơn nhé. Cũng là số sàn nhưng đời cao hơn. Em này là đời 2015. Lên màn hình Bilostick này. Cũng là sấy sợi ghế điều hòa ghế, à sấy sợi ghế điều hòa mát luôn này. 2015 em Hương đang bán là 295 triệu. 2011 là 245 triệu. Chốt chiếc xe nào tùy vào các bác nhé, tùy vào kinh tế của các bác. Còn xe thì em cam kết cho mình không đâm xô và không ngập nước. Accent thì vừa rồi bác nào hỏi em Accent thì em quay lại luôn này. Accent đời 2018 số sàn. Động cơ trang bị là 1.3. Accent là 1.1 quên mất rồi, 1.4. Accent động cơ trang bị 1.4 này. Em này số sàn 2018 em đang chào bán với giá là 415 triệu. Bình thường nếu như Accent số sàn bản này là không có ghế lái là chỉnh điện đâu. Nhưng bác chủ cũ độ lên em này là ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện. Màn hình Android cỡ lớn rồi nhá. Có màn hình Android cỡ lớn rồi. 415 triệu cho chiếc xe Accent số sàn này. Còn bớt và còn bao hồ sơ. Bên cạnh Accent số sàn là một chiếc xe i10. i10 bản sedan 2 đầu màu đen đẹp. Đời 2016 bản đủ, xe tư nhân, máy số chất zin luôn. À 295 triệu cho chiếc xe i10 2016 nhá. i10 2016 màu đen đẹp bản sedan 2 đầu. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Tucson thì em còn có chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao nữa kìa. Biển 34, một chủ tư nhân sử dụng nhé. Giá chào bán là 455 triệu. Máy xăng 2 cầu số tự động này. Eco Sport bản Titanium cao cấp. Bên Hải Dương một bác chủ vừa mới gọi sang để bán xe đây. Để lên Santa Fe máy dầu đây nhá. Lại còn về thêm một chiếc Santa Fe. À một chiếc xe Eco Sport nữa này. Santa Fe em cũng có mới về thêm này. À, bác nào quan tâm về Kia Cerato thì em cũng có luôn, ăn cơm cho em. Chắc là ba chiếc xe nữa là ăn cơm anh ra thì mệt quá, lắng qua mà các bác không ủng hộ em tí nào cả. Không tả tim, tả like, chia sẻ cho em gì cả. Cerato cũng vừa mới về đây các bác nhé. Cerato số tự động này. Điều hòa auto này. Phím mở một trạm thông minh này. Em này nước sơn bên ngoài nó gọi là màu. Gọi là màu gì nhỉ? Đây ạ, có Cerato một chủ sử dụng từ mới này, biển 4 số Hà Nội vừa mới bắt về đây. Chiều em sẽ lên video chi tiết nhé. Còn bác nào mà đang quan tâm về Hyundai Accent thì em có này. Accent đời 2011 nhưng mà máy số zin chất nừ luôn. Accent 2011 em đang chào bán với giá là 345 triệu. 345 triệu có Hyundai Accent anh nhé.
Chốt con Spark ok anh Giai. Spark nào anh bình luận phía dưới, bình luận rõ biển hoặc là thích Spark tầm bao nhiêu tiền. Spark xanh biển 88 kia chốt cho anh trai luôn, để lại số điện thoại luôn cho em ạ. Còn đây là chiếc xe Hyundai Accent 2011, máy số zin đẹp luôn. Keo chỉ cột kèo nguyên zin và em này là bản nhập khẩu 1.4 nhá. Giá chỉ có 345 triệu cho một chiếc xe Hyundai Accent, số tự động. Biển 29A này, cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt này, phanh ABS đầy đủ cho em. Hyundai Accent chốt trên livestream ngày hôm nay còn bao nhiêu? 335 triệu em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Có Hyundai Accent đi, đời 2011 bản nhập khẩu này. Bên cạnh chiếc xe Hyundai Accent 2011 bao tết hãng, bao zin toàn quốc cho các bác nhà mình. Còn một chiếc xe Hyundai Accent nữa, em này là bản lắp ráp trong nước, nước sơn màu đỏ đẹp. Em này là đời 2019 nhé. Hyundai Accent đời 2019, số tự động đẹp, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này. Em này cũng đang bán là 495 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 này. Có khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng, điều chỗ trợ trơn trượt, số tự động đẹp đây. Hyundai Accent 495 triệu đời 2019 này, mới về luôn nhé. À, còn về thêm một chiếc xe Accent 2011 nữa, em này là biển 89 này. Em này cũng là đời 2011 các bác nhé, đời 2011 nhưng em này là màu xanh đá này. Accent số tự động đời 2011 màu xanh đá này. Vô lăng thiết kế 3 chấu này. Em này vừa mới về. Quay trước biển này các bác nhà mình nào quan tâm thì chiều nay em sẽ lên video chi tiết nhé. Có Accent màu xanh tự động, Accent màu đỏ tự động, Accent màu bạc tự động luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao, có Eco và có Tucson. Fios 2018 em cũng có luôn. Suýt ngất các bác ơi, lắng quá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán tại em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối trực tiếp qua số hotline cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Vừa rồi thì em quay rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Giá chỉ từ 58 triệu, 65 triệu là các bác nhà mình đã có xe đi lại rồi. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh này, những lượt like, những lượt tim mới này. Thả tim, thả like cho em ạ, đăng ký kênh. 11:30 ngày mai em sẽ lại có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em nhé. Các bác nhìn em này, sau mỗi một buổi live này, khào càn cổ này, mặt tưng bừng, mồ hôi ướt đẫm ra. Em chào bác Nguyễn Hạnh, chào bác Cảnh Trần nhá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Giá chào bán chỉ từ 58 cho đến 65 triệu. Bác nào mà có nhu cầu mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng, trao đổi hoặc mua bán thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em xin được dừng buổi live ở đây. Cảm ơn tất cả khách hàng đã theo hết buổi báo giá ngày hôm nay của em ạ. Những bác nào vừa rồi để lại số điện thoại này hoặc kết nối qua Zalo thì bây giờ em xuống em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình nhé. Quan tâm mẫu xe nào cứ kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô của Hải Dương của em nhé. Rất mong là 11:30 lại gặp được khách hàng và sự ủng hộ từ các bác nhà mình. Các bác nào mà ở gần có thể đến xem xe trực tiếp được thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Chúc khách hàng nhà mình có một đầu tuần mới nào.